Thưa quý vị, Tòa án nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tuyên án phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Đức Hồng, bác sĩ đã nghỉ hưu, chưa được cấp phép chuyên khoa thẩm mỹ, về tội phẫu thuật thẩm mỹ chui gây chết người, bị Tòa án nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Theo hội đồng xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bồi thường trước một phần thiệt hại cho bị hại, gia đình có công cách mạng, được mẹ chị T là nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo nhận thức việc làm sai nhưng quá tự tin vào bản thân và xem thường luật khám chữa bệnh nên gây hậu quả chết người. Hội đồng xét xử cũng ghi nhận việc bị cáo Hồng tự nguyện bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng tiền chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi con cho bị hại. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồng 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh. Theo cáo trạng, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2021, chị NTLT đến nhà bác sĩ Hồng tại đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa A quận Bình Tân để phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực và làm đẹp vùng kín với chi phí 47 triệu đồng. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ Hồng cho chị T uống hai viên thuốc an thần, đo huyết áp, nhịp tim và tiêm tê cục bộ dưới da vùng ngực. Trong lúc bác sĩ Hồng dùng dao phẫu thuật tách da dưới vùng ngực bên phải thì chị T kêu đau nên bác sĩ Hồng tiếp tục tiêm 10 ống thuốc gây mê tăng cường. Lúc này, chị T có biểu hiện suy hô hấp, mặt tím tái. Nghĩ chị T bị sốc thuốc, bác sĩ Hồng hồi sức cho chị T thở oxy nhưng chị T bắt đầu co giật, tăng tiết đờm dãi. Bác sĩ Hồng dùng máy hút đờm dãi, đặt ống nội khí quản và bóp bóng thở, truyền hai chai nước biển cho nạn nhân. Lúc này, PTHH, con của bác sĩ Hồng từ phòng ngủ lầu 2 xuống thì được bác sĩ Hồng gọi vào hỗ trợ bóp bóng thở oxy. Bác sĩ Hồng tiêm tiếp ba ống thuốc kích thích giao cảm cho chị T. Đến 15 giờ cùng ngày, chị T tử vong. Theo kết luận giám định, nguyên nhân cái chết của chị T do suy hô hấp, suy tim cấp trên cơ địa có lidocaine, thuốc tê, thuốc chống loạn nhịp nhóm 1B. 2 ngày sau Bác sĩ Hồng lấy ô tô chở thi thể chị T về Trà Vinh để gia đình nạn nhân mai táng. Nhưng do gọi cho người thân chị T không được, nên đã đưa thi thể của chị T đến trại hòm ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nhờ mai táng và lưu giữ thi thể. Nhận thấy sự bất thường, chủ trại hòm đã trình báo công an. Theo phòng nghiệp vụ y Sở Y tế thành phố Chí Minh, tại nhà của bị can Hồng ở đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, chưa được sở cấp phép cho hoạt động cho bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào bác sĩ hồng chưa được sở y tế phê duyệt cho phép thực hiện kỹ thuật liên quan đến chuyên khoa thẩm mỹ việc thực hiện khám chữa bệnh tại địa chỉ trên đã vi phạm luật khám bệnh chữa bệnh